Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời đất ơi, ông kia đứng lại cái con. Ơi, tha cho tôi đi mà. Tôi có làm cái gì đâu mà sao bà đuổi, bà đánh tôi hoài vậy, Sammy? Trời, đâu ra mà tôi tự dân bánh, ông dám ăn bánh của tôi là ông xứng đáng ăn gậy của tôi. Đứng lại. Trời ơi, tôi ăn bánh bà hồi nào? Ơi ơi, này nào, khoai từ. Mệt quá, đứng im, từ từ tôi nói chuyện đã. Bà làm cái gì bà đuổi tôi từ sáng đến giờ vậy? Bánh nào tôi làm gì có qua bên nhà bà ăn bánh của bà hả? Gì kỳ vậy? Có sợ, trong cái làng này chỉ có mỗi mình Phong cận TV xấu trai và bán bánh của tôi thôi, chứ không ai dám ăn bánh của tôi hết trơn á. Hiểu bà không? Lao, bà giữ như bà trằn vậy á, còn lâu tôi mới dám qua bên nhà bà để ăn cắp bánh. Cùng lắm á tôi lấy bánh của mèo Simmy thôi, chứ đâu lấy bánh bà làm gì. Mà tại sao bà nghi ngờ tôi hả? Trời ơi, chỉ có mình ông thôi, tôi không cần biết. Ông đứng lại, tôi coi. Đứng lại, đứng lại. Tôi biết, tôi biết. Ông nói gì? Trời ơi, tôi nói là không phải tôi mà. Trời ơi là trời, bánh gì tôi đâu có lấy đâu. Không phải tôi. Thôi mệt quá nè, bà muốn làm gì bà làm tôi đi. Mệt quá. Quánh nè. Ủa? Ê, trời ơi, liêu cái vậy thôi, muốn không được nữa. Liêu. Sammy rồi đổi thừa cho mình là ăn trộm bánh của Sam mấy bạn ơi, trong khi mình đâu có biết gì đâu. Mình là một người rất là thật thà luôn, mình không bao giờ lấy trộm bánh của ai hết trơn á, trừ mèo Sammy ra. Làm mình không có ăn trộm bánh của ai hết vậy mà bây giờ Sam này nói mình là con người như vậy. Sammy hiểu lầm mình rồi, mình buồn với cái người gì đâu mà giữ như bà chằn vậy. Không được, mình phải gọi là vô trong đây mình mét Doraemon mới được. Doraemon ơi, Doraemon, bạn đâu rồi? Ờ, trong phòng ngủ có không? Không có. Toilet có không? Ông ở trong toilet luôn. Cái gì vậy? Vậy đâu trời? Doraemon. Doraemon ơi, mình buồn quá bạn ơi. Buồn quá. Ủa sao cậu lại buồn? Có chuyện gì nói cho tôi nghe đi. Chuyện là như thế này nè, ông biết gì không? Hồi sáng nay á, Sammy đuổi theo tôi, Sammy quýnh tôi quá trời luôn. Rồi còn bảo là tôi ăn trộm bánh của Sam nữa, ông thấy có tức không? Hả? Cái gì? Sammy đuổi theo ông rồi sao nó đánh ông à? Đúng rồi á, người đâu mà giữ như bà chằn vậy á, đâu chết luôn rồi Doraemon ơi. Ủa gì kỳ ta, tôi nhớ là trong tiềm thức của tôi á là Sammy á sẽ gọi là hiền dịu giống như Shizuka mà. Sao tự nhiên giờ sao tôi nghe ông kể xong tôi thấy Sammy giống trai em ta. Ừ, y hệt như trai em trong gọi là thế giới truyện tranh vậy á, tôi nói thiệt luôn nha. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi không có hề gọi là ăn trộm bánh của Sam, ông tin tôi không? Ông có tin tôi không? Ê, trời, với lại một cái tính của một cái người gọi là ham ăn ham uống với ông thì ông có ăn hiểm cứ nói thiệt đi, đâu có gì phải giấu đâu trời. Ơi nè, chính ông cũng không tin tôi luôn hả? Tôi nói thiệt, tôi mặc dù là ham ăn thiệt á, một ngày tôi ăn có thể nhiều thiệt, ăn nhiều hơn người bình thường đó, nhưng mà tôi không thể nào mà có thể đi ăn trộm bánh của Sammy được. Bây giờ ông phải tìm cách nào đó để ông gọi là lấy lại gọi là sự trong sạch cho tôi. Tôi không có muốn mày bị mang tiếng là ăn cắp đồ đâu. Thiệt không đó. Nhưng mà thôi, dù sao á thì cậu á cũng là người bạn gọi là thân thiết với tôi, nên là tôi sẽ tin cậu nha. Hey, cậu có nhớ cổ mấy thời gian của tôi không? Cổ mấy thời gian hả? Nhớ, ở trong hộp bài nghe đúng không? Rồi sao? Bây giờ á là tôi với lại là ông sẽ gọi là cùng nhau đi vô cái cổ mấy thời gian này. Chúng ta sẽ trở về 15 phút trước để xem coi ai mới thật sự là kẻ đã ăn cắp cái bánh của Sammy. Thấy được không? Ghê không? Ồ, hợp lý. Trời ơi, vậy mà sao mình không nghĩ ra ta? Tính ra cổ mấy thời gian có thể giúp cho chúng ta đi bất cứ thời gian nào mà chúng ta muốn mà. Ồ, hợp lý. Được rồi, vậy để tôi qua bên kia tôi kêu Sammy qua liền, để cho Sammy biết được rằng ai mới là người lấy trộm bánh của Sam, chứ không phải là tôi. Tôi phải qua để kêu bà mới được. Để tôi xíu nha. Được rồi. Tức quá mà. Để mình qua mình gọi Sammy qua các bạn ơi. Ủa Phong, tự nhiên kêu tôi tới nhà ông chi vậy? Tôi kêu bà tới đây á là để hôm nay nè, tôi có mặt Doraemon ở đây nè. Tôi sẽ cùng với Doraemon, bọn tôi sẽ cùng nhau tìm ra được thủ phạm đã lấy trộm bánh của bà, để bà không nghi ngờ tôi là người đã lấy. Được không? Trời đất ơi, thôi xào vào vừa ông ơi, ông là thủ phạm chứ ai đó mày đặt đi tìm. Tôi đã nói không phải là tôi mà, Doraemon thấy chưa? Trời ơi, bạn bè mà không tin tưởng gì nhau luôn kìa. Bây giờ Doraemon, ông hãy mau đưa bọn tôi đi đến 15 phút trước để cùng nhau xem thử coi ai là người lấy trộm bánh của Sammy đi, nhanh lên. Được. Sammy yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô cổ máy thời gian, chúng ta sẽ biết được hung thủ thật sự là ai. Rồi bây giờ mọi người cùng nhau đi vô cổ máy thời gian nữa nào. Rồi mọi người vô trước đi. Rồi Sam vô đi.
Rồi ok, được rồi. Mấy bạn ơi, mình nói thiệt luôn á, mình không phải là người lấy trộm. Vậy mà Sammy cứ nghi ngờ mình. Mình thật sự là rất là buồn luôn. Bây giờ mình sẽ đến 15 phút trước để xem coi ai là người đã lấy trộm bánh của Sammy nha. Mấy bạn đó coi người nào là người đã lấy trộm bánh của Sammy, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ mình đi đây. Hey. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã cùng với Sammy và Doraemon, bọn mình đã cùng nhau xuống gọi là cổ máy thời gian rồi nè. Bây giờ Doraemon, ông hãy mau mau đưa bọn tôi đi đến 15 phút trước đi, để cùng nhau xem thử coi ai là người đã lấy trộm bánh của Sam. Ơi Sam, mà có nhớ bánh của bà để chỗ nào không? Bánh hả? Tôi nhớ trong nhà tôi á. Trong nhà bà đúng không? Bà mất vào vào lúc nào? Lúc mà tôi đang ra ngoài nhà. Đó, lúc tôi ra ngoài là mất ra bánh luôn. Ra ngoài nhà hả? Vậy đúng là rồi. Không biết là thời gian là bao lâu rồi. Thôi cứ quay trở về 15 phút trước đi Doraemon. Được rồi, bây giờ hãy cùng nhau đi đến 15 phút trước để xem thử ai là người đã lấy bánh của Sammy nha. Được rồi, Doraemon, đi thôi. Hey, rồi, ok bạn ơi, chúng ta đã đến được 15 phút trước rồi nè. Được rồi, Sammy ơi, Doraemon ơi, chúng ta tới nơi rồi nè. Ra ngoài đây đi. Trời ơi, đi trong mặt đâu? Tới nơi rồi. Hey, tính ra là 15 phút trước vẫn là cái ngôi làng của mình vẫn bình thường ha mọi người ha. Nhưng mà chắc chắn kẻ trộm sẽ xuất hiện trong vòng 15 phút này thôi. Bây giờ á, trùng hợp quá nè, đúng ngay nhà của Sammy luôn. Bây giờ bọn mình hãy mau mau đi kiếm chỗ nào đó mình núp để mình gọi là coi ai chính là kẻ trộm đã lấy bánh của Sam nha bạn. Ủa mà Sam, cái bánh ở đâu vậy? Ở chỗ nào vậy? Bánh hả? Trong nhà. Trong nhà á? Có phải là cái hộp bánh này không? Đúng rồi, cái bánh tôi để đây luôn á. Cái bánh này để đây mà tại sao lại có kẻ trộm vô nhà Sam được? Ủa mà sao, khoan từ, ăn trộm vô trong nhà mà không lấy tiền, không lấy gì hết trơn mà chỉ lấy bánh. Tại sao lại có chuyện vô lý vậy được? Mình không tin là trên đời nó có kẻ trộm chỉ đang trộm bánh đâu các bạn ơi. Chắc chắn là có điều gì đó rất là lạ ở chỗ này nè. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm chỗ nào đó để núp đi. Doraemon, cậu có cái gì để giúp chúng ta núp được không? Có nhà, nhưng mà mọi người đợi tôi tí, tôi coi bảo bối của tôi đã. À đây, đèn pin thu nhỏ. Wow, thì ra đây chính là đèn pin thu nhỏ trong truyền thuyết sao? Trời ơi bạn ơi, tính ra mình đọc truyện tranh Doraemon nhiều quá thì mình cũng biết đến cái đèn pin này nè. Nó có thể giúp cho chúng ta trở thành người tí hon, hoặc là có thể giúp chúng ta biến to hệt như người khổng lồ luôn. Vô cùng xịn luôn nha các bạn. Thôi được rồi, vậy bây giờ để tôi test thử nha. Doraemon, bạn đứng im để tôi thử chiếu đèn pin thu nhỏ cho người bạn thử nha. Ok, chiếu nè. Ui, wow, Doraemon nhỏ xíu luôn kìa. Tôi biết nhỏ rồi nè. Dễ thương quá à. Được rồi, bây giờ tới lượt Sammy nè. Sammy đứng im. Rồi, đây. Rồi, đứng im nha. Chiếu nè. Rồi. Rồi xong luôn. Sammy cũng nhỏ luôn nè các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ Doraemon, cậu cầm lấy cái đèn pin này và chiếu cho người mình đi. Được, cậu chuẩn bị nha. Ok. 1. Hey, trời ơi các bạn ơi, mình cũng biến nhỏ lại luôn rồi nè, nhỏ xíu luôn các bạn ơi, xịn quá. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm chỗ nào đó để núp đi, để xem coi ai chính là kẻ trộm đã lấy trộm bánh rán của Sammy nha. Thôi được rồi, núp ở đâu bây giờ ta? Ơi bên dưới này được nè mọi người, chúng ta chui xuống dưới này nè. Ok, xuống dưới đây. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ núp ở đây để xem coi kẻ nào đã lấy trộm bánh rán của Sammy nha các bạn nha. Chờ xem nào. La la la. Sammy kìa. Hôm nay mua quá trời bánh rán nhà Sammy luôn, vừa thơm vừa ngon luôn á. Để xem coi, bây giờ có bánh rán rồi thiểu gì nữa ta. Truyện tranh. Trời ơi, vừa ăn bánh rán vừa đọc truyện tranh là số 1. Rồi bây giờ mà sẽ đi mua truyện tranh nữa là về là ăn là tuyệt vời. Thôi đi mua truyện tranh thôi. Trời ơi, ăn bánh rán một mình kìa trời. Trời ơi, tính ra là Sammy có bánh rán mà Sammy dám giấu ăn một mình ha. Đúng là cái đồ ham ăn. Thì tôi mua mấy cái à, tôi ăn mình thôi chứ kêu ông qua ăn hết sao ai biết được. Trời đúng là cái đồ ham ăn, như vậy là mất bánh rán cũng đáng nữa. Vậy mà Sam không chịu kêu tôi qua ăn chung. Trời, bây giờ vấn đề quan trọng là bây giờ tìm hung thủ ai là người lấy cái bánh của tôi kìa. Ngồi đó mà ngồi nói gì vậy? Thôi được rồi, lần này hối nha, mai mốt Sammy mà giấu bánh nữa là coi như tôi bo xì Sam không thèm chơi chung nữa luôn. Thôi mệt quá, bây giờ chúng ta phải đứng ở đây để xem coi kẻ nào chính là hung thủ mới được. Sammy ơi. Ủa, gì kỳ vậy ta? Mình nhớ là rõ ràng là Phong Cận á, bảo với mình là hôm nay sẽ cùng Phong Cận và Sammy cùng nhau đi cắm trại mà. Sao hôm nay không thấy ai trơn trời? Thiệt tình luôn á, mấy người này cho mình leo cây mất tiêu luôn rồi. Ủa, gì vậy ta? Trời ơi, bánh rán nè. Nhà của Sammy có bánh rán hả? Để mình lấy một cái ăn. Ăn một cái chắc không sao đâu nha. Nhầm. Trời ơi, bánh rán ngon quá à.
Thôi ăn thêm cái nữa. Nhầm. Trời ơi nó ngon quá, ăn thêm cái nữa coi. Nhầm. Ăn thêm. Chết tôi ơi. Rồi xong luôn. Mình lỡ ăn hết bánh bé luôn rồi. Giờ sao đây? Sammy mà biết được, Sammy sẽ mắng mình đó. Bây giờ sao đây? Thôi chạy luôn. À, thì ra là như vậy. Vậy là biết hung thủ rồi ha. Đâu đây mình? Trời đất ơi. Cậu còn gì để nói không hả? Mình xin lỗi mọi người. Tại vì bánh gái ngon quá nên là mình mới ăn. Với lại là mình cũng quên mất là mình lấy luôn á. Mà lúc đó mình sợ mình nói ra Sammy sẽ mắng mình nên là mình không có dám nói. Trời ơi, tính ra cậu ăn thì cậu phải nói chứ. Tại sao cậu lại không nói? Để cho Sammy hiểu lầm mình rồi quýnh mình quá trời nè. Mình biết lỗi rồi, mấy cậu tha lỗi cho mình nha. Trời ơi, không ngờ cậu vậy luôn á. Thôi không sao, nói chung là đây là lần đầu của cậu. Cậu chỉ cần cho tớ quánh cả tết giận nè, được không? Cái cây to vậy. Cái cây to đùng vậy bà nội, quýnh một cái rồi Doraemon chết luôn. Chết đâu mà sống nổi. Thôi, nói chung là đây là lần đầu như lần cuối nha. Lần sau cậu muốn ăn gì cứ nói tôi cho cần gì phải ăn lén đúng không? Đúng rồi. Cần ăn là tôi đánh á. Okay, cái gì kỳ vậy? Sao Doraemon bà tha còn tôi bà quýnh tôi là sao? Cái gì kỳ vậy? Tại vì Doraemon làm lần rồi, còn ông làm cả ngày cả tháng cả năm mà lúc nào ông chàng. Trời ơi đúng thiệt là thiên vị luôn các bạn. Thôi nhưng mà không sao. Hey, bây giờ cũng đã biết hung thủ là ai rồi, đó chính là Doraemon bạn ơi. Thiệt luôn á, Doraemon ham ăn quá Doraemon. Hey, như vậy á là mình đã có thể lấy được sự trong sạch về cho mình rồi. Mình không phải là người gọi là đã lấy trộm bánh của Sam. Nè Sam, tôi nói cho bà biết nha. Bà cứ hung dữ như vậy đi. 11 á, bà lớn lên á xong đầu không thèm ai, có ai mà thèm gọi là lấy bà đâu. Bà hung dữ vậy á là bà ơi đến già luôn á. Kệ tôi, trời ơi tôi hung dữ đó, kệ tôi được chưa? Vậy hả? Thì thôi, tôi nói bà biết nha. Chắc là ai cũng phải xui xẻo lắm á mới cưới được bà. Cái đồ hung dữ. Thôi rồi, đưa lên. Bọn mình đi về đi. Liêu, bo xì cái đồ hung dữ. Đi về thôi, đưa lên. Tôi xin lỗi Sammy nhiều nha. Gặp cái giết chơi, bye bye nha. Bye. Ê, bye bye cái gì? Bây giờ hãy mau quay trở về cổ máy thời gian để còn về lại thế giới thực tại chứ. Nhanh lên. Tôi quên, tôi còn teo nhỏ nè, mệt rồi. Về thôi. Ủa? Sao mà mình từ nãy giờ cứ suy nghĩ hoài cái chuyện đó vậy ta? Đau đầu thiệt luôn á. Nè, ông Cận, cậu đang làm gì mà sao thấy suy tư quá vậy? Tôi đang có một số chuyện đang rất là khó nghĩ luôn á Doraemon. Hồi nãy á, không biết là tôi nói như vậy có nặng lời với Sammy quá hay không. Tôi bảo á, là Sammy mà hung dữ như vậy á thì mai này đến già cũng không ai thèm cưới đâu, ới chồng luôn. Nhưng mà xong rồi tự nhiên giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ á, không biết rằng là mai này Sammy sẽ cưới ai ha. Rồi tôi nữa, mai này tôi sẽ cưới ai? Chuyện đó thì tôi không có biết được đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là sau này Sammy sẽ không cưới một người vô dụng như ông đâu. Ai nè, hơi nặng lời nha Doraemon. Tính ra là tôi cũng gọi là một cái người rất là đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh Minecraft. Mà ông nói vậy là không được đâu nha. Mấy bạn fan có thấy mình đẹp trai không? Nhớ bình luận cho mình biết. Nhưng mà sao mà ông nói tôi cũng thấy lo quá. Không biết Sammy sẽ cưới ai ha. Hay là bây giờ ông có thể nào á đưa tôi đến rồi là 5 năm sau để tôi xem coi trong tương lai tôi sẽ cưới ai làm vợ và Sammy sẽ cưới ai được không? Lại vừa sử dụng cổ máy thời gian nữa hả? Trời hôm nay sử dụng hơi nhiều rồi đó. Đi mà Doraemon, làm ơn đi mà. Tôi chỉ muốn biết rằng là 5 năm sau Sammy sẽ cưới ai và tôi sẽ cưới ai thôi, được không? Thôi được, nếu mà cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà sau này cậu bớt gọi là làm mấy cái chuyện tào lao đi. Trời ơi, toàn phải dùng tới bảo bối của tôi không à. Trời, tôi biết rồi mà. Nhưng mà cái điều này đâu phải là điều tào lao đâu. Cái này quyết định cả tương lai của tôi đó. Đi, nhanh lên. Lên đây. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến đó hay là Doraemon? Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vô cổ máy thời gian và đi tới 5 năm sau để coi là Phong Cận sẽ cưới ai nha. Được rồi, đi thôi. Hey, hay à, ok. Và chúng ta đã được đến. Ủa mà khoan từ, chỗ này là chỗ nào đây? Ủa, đám cưới nè. Ủa, chỗ này chắc chắn là đám cưới luôn á Doraemon. Nhìn nè, hoa hồng nè, các kiểu nè, rồi còn có bàn ghế các kiểu nữa. Rồi ở chỗ này nguyên cái team to đùng luôn. Hả? Chỗ này hình như là đám cưới của ông á. Ủa, đám cưới của tôi hả? Ủa, vậy là có nghĩa chúng ta đã đến được gọi là người ta tương lai 5 năm sau bạn ơi. Tự nhiên mình cảm thấy hồi hộp quá. Không biết vợ của mình là ai ta. Trời ơi, ngại quá à. Phong Cận ơi. Hả? Sao? Hình như tôi thấy ở trên lễ đường á là cô dâu hay sao á. Ồ, đúng. Hình như tôi thấy cô dâu trên kia kìa. Ồ, trời ơi mấy bạn ơi, mình hồi hộp không biết cô dâu là ai nữa. Mình phải đến đó mình xem thử mới được. Rồi đâu anh? Ông mau tới đó để coi gọi là mặt của cô dâu là ai đi.
Ok, để tôi nhưng mà sao mà tự nhiên tôi thấy ngại quá rồi Doraemon ơi. Nhưng mà để mình xem thử nha bạn nha. Mình cũng hồi hộp quá. Ok, mình sẽ cúi xuống như thế này luôn để chúng ta cùng nhau xem thử coi là ai nha. Bạn gì đó ơi. Ủa gì hả? À, cái gì vậy trời? Trời ơi, chạy Doraemon ơi, chạy thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Không thể nào. Đây không thể nào là vợ tương lai của mình được các bạn ơi. Không thể nào. Đi về. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ui, đẹp dễ sợ à. Vậy có thể là mai được đám cưới rồi. Ủa? Gì đây? Ủa gì vậy cái? Trời ơi, làm gì đám cưới người ta vậy cái? Gì kỳ vậy? Ủa gì đám cưới vậy? Ủa đây lại đám cưới nào? Trời ơi, đây cái chỗ gì đám cưới thì đang đâu ra mặc cái bộ đồ gì gớm vậy? Trời ơi. Ủa, tôi tưởng đâu là hôm nay là lễ hội cosplay chứ gì kìa. Ôi trời ơi. Đất ơi, lễ hội cosplay nào mà có hình trái tim, có bông hoa, có vàng cắt mời tới. Đây là đám cưới của người ta. Trời ơi, thay đồ em cái thì ghê quá à. Ôi. Ủa, em tưởng đâu là cái này là lễ hội cosplay công cái gì giờ lộn cô dâu và chú rể chứ. Ủa, đây là đám cưới của Sammy hả? Trời ơi, mai đám cưới, mai hôm nay chỉ là mới gọi là dựng đồ thôi. Mai đám cưới rồi, mai cưới rồi nè. Wow, thì ra là vậy trời, vậy mà mình tưởng đâu lễ hội cosplay chứ. Ủa mà hỏi chơi nè. Ủa ngày mai là Sam cưới ai vậy? Muốn biết không? Muốn biết chứ. Người đó chính là Hello team, hello team.